Xin chào tất cả bà con nha. Hôm nay em giới thiệu cây cẩm lai nhà em có cung cấp cho tất cả mọi người nha. Cung cấp giao toàn quốc luôn và miễn phí vận chuyển luôn, từ 10 cây trở lên nha. Giao trong nội tỉnh hoặc là giao ngoài tỉnh thì vẫn giao được cho mọi người luôn nha. Rồi thì cẩm lai bên em thì hiện tại là gốc rất là to mọi người ơi. Đây nè. Đây. Đó, gốc rất là to luôn và cây rất là cao luôn nha. Đấy, rất là thích hợp cho mọi người trồng. Đó. Rồi mình trồng mình có thể bán cây công trình hoặc là mình trồng mình lấy lỗi vẫn được nha. Cây nào cây ấy rất là ok cho mọi người luôn nha. Đây nè. Cây nào cây ấy rất là bự nha, gốc rất là to luôn. Đấy. Mỗi bầu như vậy là nó nặng khoảng tầm 1 ký đổ lại nha mọi người. Đấy. Đó. Và cao thì chiều cao nó khoảng tầm là 6 tấc 7 tấc nha mọi người. Cây nào cây cũng rất là to. Hiện tại cây cẩm lai bên em rất là đẹp nha. Đấy, lô này thì mình xả luôn. Thì chỗ mình đang hơi bị chật nên là phân xả cho mọi người luôn. Mọi người nào có cần thì liên hệ bên mình nha. Đấy, cây nè, đẹp chưa? Đã chưa? Wow, bự quá, đã quá. Rồi bên mình là bao tư vấn kỹ thuật cho mọi người trồng và mọi người có cần tư vấn gì thì có thể liên hệ bên mình nha. Kết bạn Zalo. Mọi người có thể kết bạn Zalo để mua nha, hoặc là gọi trực tiếp để mua cũng được luôn. Với hai số điện thoại, số thứ nhất là số Viettel 0363119546, số thứ hai là 0942239849. Đó, mọi người giờ gọi lúc nào cũng được nha, 12 giờ đêm gọi cũng được nha mọi người. Ở trong cơ sở mình hoạt động 24/24, bà con nào có mua thì cứ gọi trực tiếp hoặc là nhắn tin trực tiếp. Đấy, gửi thông tin địa chỉ tên là sẽ có vận chuyển tới nhà cho mọi người luôn, tới chỗ cho mọi người luôn, mọi người cứ yên tâm nha. Và khi tới chỗ mọi người có quyền kiểm tra hàng trước khi và nhận hàng và thanh toán nha mọi người, nên là mọi người cứ yên tâm cái việc đó nha. Ở cây tới chỗ thì kiểm tra ok thì mọi người nhận hàng, còn không ok thì mọi người trả về nha. Đấy. Rồi đây nè, mọi người thấy chưa, rất là đẹp luôn. Lá thì hiện tại là xanh tươi này nè, thấy không? Em có số lượng rất là nhiều luôn, mọi người có mua thì cứ thể liên hệ, em còn khoảng tầm 2.000 cây nha. Đấy, 2.000 cây. Rồi ngoài ra thì có những loại cây giống khác, ví dụ như là cây giáng hương nè, cây sưa đỏ nè, cây chắc đỏ nè, cây đàn hương nè. Mọi người có mua cây nào thì có thể liên hệ đó để biết thêm thông tin chi tiết. Mọi người có cần ảnh như vậy như thế nào đó thì có thể kết bạn qua Zalo, thì bên em sẽ gửi hình ảnh vào video cho mọi người coi luôn nha. Đấy. Giáng hương nè cũng có, rồi sưa đỏ cũng có. Trồng mọi người có thể trồng là mỗi loại cây như vậy đó, để khi mà bán thì chúng ta bán một lọ như vậy có đủ các loại cây mọi người bán. Đấy, bán cái công trình cũng được đó mọi người. Đó, đôi khi giờ hiện tại là nhà nước của mình trồng những cái cây công trình á, ở những cái tuyến đường mà mới xây á mọi người, trồng cũng rất là nhiều, nên là sau khoảng 3 năm tới 4 năm tới đấy thì cái việc mà trồng cây bán cây công trình á thì rất là ok luôn. Đó, rất là thích hợp luôn nha, đem lại kinh tế hiệu quả khá là cao. Hoặc là mọi người có thể trồng lấy lỗi từ 10 năm trở lên thì nó sẽ cung cấp lỗi cho mọi người nha, lấy càng lâu thì lỗi càng nhiều và càng giá trị. Rồi cảm ơn mọi người đã xem clip nha, mọi người có thể là inbox hoặc là liên hệ để có thể là mua cây giống nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Bye bye mọi người.